sữa chó chơi to quá. Nó chưa có biết giữ, nó chơi mà cái này mà nó quăng lên lầu xuống thì thôi. Cái đó là cái đặc thù của tụi bé nha. Nó quăng, nó nghe cái âm thanh nó thích lắm. Chẳng hạn như anh muốn mở ra, anh đẩy cái này nè. Đẩy cái này anh kéo nó ra ha. Hoặc là mở từ sau, nó có cái chốt nè. Thường nó sẽ có hai cách mở. Còn ban đầu nó hơi bót cho nên là tụi em sẽ mở từ từ. Nó dễ. Chưa, ví dụ mở ra mới vô này nó còn khoái lắm. Xe nào nó cũng mở hết. Dạ, xíu nha, cái này nó ban đầu nó hơi khó. Rồi, đẩy xuống anh ha, đẩy nè, đẩy xuống, đẩy ra nè. Nó sẽ ra. Thằng này thì nó kỹ hơn chút xíu, nó có cái này. Còn mấy thằng kia thì nó chỉ gài bên vô thôi. Thằng này thì có cái thêm cái nắp. Đúng đó, cái kia nó hay rớt pin, hay mất cái ốc này là thua. Ấy thì mua cho nó cái bộ sạc hai với lại hai viên pin sạc á. Dạy cho nó ấy, nhưng mà mắc cũng phải gỡ ra. Thôi chơi xài bình thường đi. Rồi đây ha. Tỏ đèn. Rồi sao? Công tắc ở đây cơ bản là 4 viên, bộ có 8.000 cho chơi đã tháo ra không có. Em bên này mua pin sẵn ở nhà. Dạ, cho mua pin sẵn ở nhà. Dạ. Mà ổng lục được cái hộp pin ra, bắt đầu là ổng lấy ra ổng dập pin. Dạ. Mà pin thì nên hạn chế bé, tại vì nói gì nói chứ này nó cũng có cái axit không. Trong đó axit muối á. Rồi nó chơi cái nó ngậm. Dạ, ngậm. Đó nè, tới nè. Rồi. Nè, tới nè, lùi nè, tới nè. Rồi nè ha. Xe này cũng nhanh đó. Chạy được thôi. Chứ nó gọi là cũng nhanh được đó. Thì cũng cái này chơi lại pin của em pin thường cho nên là nó sẽ không đạt tốc độ tốt. Cái pin này là pin sạc á. Nó chạy tốt hơn nè, cái loại này nè. Ha. Biết rồi, sạc rồi. Đưa vô nè. Rồi. Đó anh ha. Rồi. Xong em sẽ đóng gói lại nha. Còn cái này thì cứ móc vô thôi. Anh móc vô nè. Ở ngay đây anh đẩy thẳng. Rồi xong chỉ có vô. Sao bỏ 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 bịch đi làm bỏ bịch thôi nè, bỏ bịch làm rồi về nó chơi liền. Dạ, có gì thì thay pin cho bé cứ chơi thoải mái. Rồi tỉnh ơi, có tính tiền cho mình 125 á đại ca. Anh có cập nhật số bên em bao giờ chưa? Có một lần. Dạ rồi, nó mua cái đồ chơi nhỏ nhỏ nó không biết.